trong khi mình đi đường xa, mình đi ngang qua cái trạm cây cối rừng rú vậy thì tạm nghỉ đó, nghỉ đó rồi tối rồi đốt lửa rồi hơ nằm xung quanh ngủ. Thì trời cũng lạnh quá, hơ mà cũng có người đủ ấm, người không đủ ấm là mới lấy cái bộ da cọp á, cái áo da cọp á, mới trùm lên ngủ. Thì cái người trùm da cọp ngủ thì vừa trùm lên thì đi tới đi lui, thì cái người mà ngủ chập chờn là thấy trời đất ơi, cọp nó mua nó ăn thịt mình, bắt đầu nó tung chân nó chạy vừa la. Thì cái người mà mang cái lốt cọp này cũng chạy theo. Thì cái người mang lốt cọp này chạy là tức chạy trốn, mà còn cái người mà chạy trước thì nghĩ là cọp nó đụng mình à. Cho nên là người này ông lưng chạy, còn tôi là đuổi theo, đuổi cho tới thì là hơi tàn sức bỏ ngã lăn ra chạy hết không nổi nữa rồi. Thì cái người mà mang lốt da cọp thì lại coi người kia sức mỏn da hơi tàn, mình cũng hơi tàn sức mỏn. Thì tôi hỏi sao anh chạy dữ vậy? Nó sợ tao thấy cọp được. Ủa vậy là mày sao? Anh kia nó ủa tao thì sao? Trời đất ơi, tao nói mày là cọp, được tao chạy. Thì té ra trời Phật ơi, là tại vì cái đàn xiếc đó nó có cái người mà đóng cái da cọp và mặc cái áo da cọp, rồi tự sợ với nhau mà chạy như vậy. Thành ra là mình tự sợ lấy mình, mà là sợ cái áo giả tạo chứ không có cọc thiệt, vậy mà tự chạy gần chết. Thì cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan của kiếp con người cũng vậy đó. Giống như người họa sĩ vẽ những cái bộ mặt ghê gớm rồi tự mình sợ. Những cái người mà kiến trúc, những cái người mà điêu khắc tạo ra cái tượng ghê gớm rồi tự mình nhìn cái tượng đó mình sợ, hoặc người khác nhìn cái tượng đó mà sợ, chứ kỳ thật là cái tượng đó vốn không có. Thế thì là cái việc mà mình tôn thờ, mình lại lục, mình đa thần giáo đó cũng y như vậy. Tự mình nặng ra thần thánh, tự mình nặng ra ông thần, tức là đa thần giáo. Tự mình nặng ra hằng hà pha số thần, rồi tự mình sợ sạch ông thần. Trong khi đó là kinh Quan Nghiêm nói rằng tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấp, nhất thiết thế giới chung, vô pháp nhi bất tạo. Tâm như Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm của mình là ông thợ vẽ, nó vẽ hết cả ngũ ấp, nó vẽ hết cả sắc thọ tưởng hành thức của bản ngã tự thân, nó vẽ luôn cả sắc thọ tưởng hành thức của vũ trụ bên ngoài, tức là vạn pháp. Mà vạn pháp nội thân và vạn pháp bên ngoài đều là cái tác phẩm của cái tâm nó vẽ ra. Cái tâm mình là phải vẽ, nó vẽ ngũ ấm nội, ngũ ấm bên trong, nó vẽ cả ngũ ấm bên ngoài, nó vẽ cả ngũ ấm thế gian, ngũ ấm trong này, ngũ ấm ngoài. Tâm là chàng họa sĩ, nó vẽ cả ngũ ấm thế gian. Nhất thiết thế giới trùng vô pháp như bất tạo, tất cả vạn pháp trong thế gian này đều là do cái tâm của mình nó vẽ ra, nó làm cho mình sinh cái tâm chấp ngã, tâm chấp pháp, tức là nó vẽ thành ra con người chấp ngã chấp pháp, làm cho có ngã, mình thấy là có ngã thật và có pháp thật, đó là tâm mình nó vẽ. Nhất thiết thế giới trùng vô pháp như bất tạo, tất cả những dạng pháp trên thế gian này là đều tâm vẽ hết. Tâm như Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Chúng sanh là mình, mỗi con người của mình, mà mỗi con người mình có cái tâm, thế là tâm cũng tức là tâm của mình, mà trong con người mình nó lại có cái tâm. Rồi cái tâm này đó, hãy cái tâm mà giải thoát giác ngộ thì gọi là tâm Phật. Cái tâm mà từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhẫn
làm cái việc lợi mình, lợi người, tài lợi chúng sanh thì tâm đó là tâm Phật. Còn những cái tâm mà giết người cướp của, dành chùa, dành đất kiện tụng, làm cho đau khổ nhau tràn ngập, thì đó là tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Thế là tâm Phật cũng là tâm của mình, mà tâm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh cũng là tâm của mình. Do vậy cho nên là không có người thì cũng chẳng có Phật trời chi. Cái tâm nó vẽ ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó vẽ ra người, trời, Atula, thanh văn, như giác Bồ Tát, và nó vẽ ra Phật. Cái câu đó khó hợp lắm đó. Tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm mình và Phật và chúng sanh không ai khác, chỉ là thần ngũ âm. Muốn làm người, tu tập tam quy ngũ giới là người. Anh tạo những cái điều ác nghiệp, giết hại trộm cướp tài, dâm dục, ngôn ý ngữ, nói dối, nói lời ra chiều, nói lời theo dịch, nói lời ác vân vân, thì anh là địa ngục ngạ quỷ số súc sanh. Anh tu tập từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ thì anh là Phật. Chỉ có một mình anh mà có quyền làm gì đó. Đó, do vậy cho nên là cái học Phật á, là có khi mình học một bài thôi, một câu thôi, liễu liễu kiến vô nhất Phật. Những cái nhân việc vô Phật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, đại thiên mình như bọt bóng nổi chìm, thì cái trường trung cấp Phật học mà chúng ta xây 10 tỷ thì nghĩa lý gì? Giải gì mình lúc đầu vô đây để rồi đâm rồi chém rồi kiện rồi tụng rồi hãm hại lẫn nhau? Không có đâu. Thầy Tự Tông này không bao giờ làm việc đó, không bao giờ cạnh tranh để rồi phải mua dây xiền dây xích rồi phải khóa rồi phải bưng rồi phải dục, rồi nếu mà ai mà nói nhiều hơn nữa là đâm rồi chém rồi giết nhau. Không, không làm. Nhưng mà nếu mà giờ mà mình không làm vậy, mình nó lỡ nó làm sớm rồi mình cũng đỡ không kịp rồi, phải cố gắng chịu vậy thôi. Thế thì mình tránh không kịp rồi sao? Chứ thiệt sự mình không có muốn đi đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhé. Hiền thánh là mình, đừng có tìm hiền thánh ở đâu khác. Đó, lấy cái đó rồi tập tu cái sơ thiền ly. Tu một chữ thôi, ly đi. Cho nên là lúc nào mà tôi không còn làm việc ở đây nữa là tôi bắt đầu đi vào cái thực hiện cái ly đó. Phải ly mình mới có hy lạc chứ, ở đây mà kiện hoài sao được. Ở đây mà kiện để dành đất thì dành đất, thì dành chùa rồi xiên chùa rồi mua cưa sắt rồi cưa chùa, làm vậy thì còn gì là đạo lý của một tu sĩ. Cho nên là phải ly. Mà những người học đạo nghe kinh của tôi đó, nãy giờ tôi có cho một số đó, có một Phật tử Việt kiều họ viết cho tôi một lá thơ, tôi đọc và tôi thấy mình tôi khen, mà tôi quý, mà tôi mừng, là người ta nói lên là cái cách là người ta nghe kinh thì người ta nhận thức được, nhận thức được làm cho cuộc sống của người ta nó an lành, nó hạnh phúc. Tôi thấy lá thơ hay quá, thì tôi cũng có Phật tử họ cũng mô tô, họ nói để người Phật tử nào muốn coi có chơi. Trên bài lá thơ hay lắm, nói là cái kết quả là học Phật, nghe kinh, nghe giáo lý của tôi, nhờ vậy mà ta có ăn lạc. Nhưng mà sự thật cái trong đó là cái trọng tâm phải là ly thôi. Ông đó đó, người ta nói gì mình biết làm sao. Cho nên cái ông đó bây giờ thì cũng hơi lớn tuổi rồi, mà phải làm cái nghề nó không còn là cái nghề tiền của nhiều nữa, mà phải làm bằng cái nghề tay chân ở bên Mỹ. Là bằng nghề tay chân hơi cực đó. Nhưng mà vẫn an lạc. Là tại vì nghe được kinh điển rồi, dụng công, tư duy, tu tập, tập ly, tập xả, mà người ta có an lạc. Cho nên Phật tử mình đi nghe đây đó là phải tập ly,
phải tập xả, phải thấy, phải tập thường quán chiếu. Cõi đời không có thật vật, kể cả cái vật là cái thân của ấm này cũng đừng thấy nó là thật. Không có người đâu. Ở đây là đạo Phật gọi là sát thủ thú, là cái tập hợp của năm cái thành phần là sắc thọ tưởng hành thức, cho nên nó không có cái người thật sự. Nếu có cái người thật sự là tự mình làm chủ lấy mình, tự mình không được bệnh, tự mình không được chết, tự mình không được huyết áp cao, tự mình không được là tiểu đường. Nhưng mà nó có tiểu đường lúc nào nó có, nó tự nó có, rồi huyết áp cao lúc nào cũng tự nó làm, vậy thì đâu phải là người, là mình đâu, mình có cái ngã đâu. Cho nên không có người, không có cái bản ngã. Hoặc là thật là mình. Tâm Phật cập chúng sanh, thị tâm vô sai biệt. Phật chúng sanh tâm làm một là của mình mà thôi. Đó, học cái đó để cho có an lạc, để cho có giải thoát, chứ không nên kiện tụng. Bất đắc dĩ tôi còn nắm níu nữa, tôi để cho thành hộ triệu tập kiện tụng đó. Mà trước khi mà vô kiện tôi nói, tôi xác định trước rằng tôi đến đây không phải là bị đơn mà đề của Huệ Cảnh kiện. Huệ Cảnh cũng không phải là đúng cái tư cách của một người nguyên đơn kiện tôi đó nha. Tôi nói như thế rồi tôi mới chịu ngồi cho một chút, mà chừng tôi ngồi nói một chút rồi nói cái chuyện mà dài nói chuyện phải quấy đáng lẽ như thế này với như thế kia đó. Tôi nghe xong rồi tôi nói cho tôi nói vài câu. Nếu mình thấy được là vô ngã và vô pháp á, thì các vị sẽ có cái con đường thênh thang rộng lớn nhẹ nhàng mà đạo Phật gọi nó là niết bàn đấy. Mà các vị quên cái đó là các vị học hoài, gọi là học đạo hoài, các vị không được cái gì hết. Các vị không có ly thì không bao giờ các vị có hiểu lầm. Mà ly có nghĩa là xả bỏ cái bản ngã, xả bỏ cái ý niệm chấp mắt về và pháp, tức là ngã không và pháp không. Đạo Phật gọi là nhị vô ngã. Giáo lý của đạo Phật tóm tắt là này: nhị vô ngã, hai cái ngã. Bản ngã thấy đừng có gì, và giải pháp núi sâu đất liền trời xanh mây nước, vũ trụ vạn hữu đừng thấy có gì, nhưng mà hiện giờ vẫn có. Do đó cho nên người ta tu tập tôi gọi là giả quán. Quán giả vạn pháp là giả, rồi không quán, quán vạn pháp là không. Rồi giữa cái không và cái có đó, không có thì tại sao mình có? Do đó cho nên là ta trung cái lối quán tổng gọi là trung đạo quán. Cho nên mình phải học quán không, quán giải pháp là không, là vô ngã là không có gì hết. Rồi xong rồi thấy được cái tính chất không có gì hết sao? Không có gì hết tại sao hiện giờ mình có, nhà cửa mình có, bạn bè mình có, xã hội vẫn có. Thế này bây giờ mình quán giả này, quán không rồi phải quán giả. Giả để mình thấy được cái chân lý vô ngã vô pháp, chân lý duyên sinh như quyển. Thấy nó có thật. Thế này là quán không rồi quán giả. Giả có, giữa cái không với giả này, nếu giả có thì hiện nó có, vậy là thiệt sao? Không, quán trung đạo. Trung đạo có nghĩa là có mà không phải có thật, không mà không phải là giống như lâm rùa vĩnh viễn từ xưa tới nay không, không phải như sừng thỏ vĩnh viễn xưa nay không có, không phải cái không đó. Cái không là cái không có thực ngã, cái không có chân thật. Do vậy cho nên là cái không đó là cái không duyên sanh. Vì vậy cho nên nó giả có. Giả có mà không phải cái giả này tồn tại vĩnh cửu được. Do vậy cho nên cái giả có này nó cũng không có thật. Thành ra quán trung đạo, có mà không phải thật có, không mà không phải vĩnh viễn không như lâm rùa sừng thỏ, tôi gọi là trung đạo quán. Phải quán không, quán giả, quán trung đạo, tôi gọi là nhất tâm tam quán. Ba cái pháp quán đó phải học như vậy đó.
cái chỗ đó đó học khó lắm đó. Ở đây mà kiện tụng mà dịch chùa với quệ cảnh là không, tôi không làm đâu, tôi không làm đâu. Hết giờ phải không? Mình phải hết giờ. Chúng sanh vô